Chào các bạn gái xinh đẹp tất cả. Bữa nay mình làm mắt tím mà đi chơi ban đêm. Các bạn có thích cặp mắt này không? Cặp mắt cái này rất là sexy, rất là đậm, môi cũng rất là đậm, môi tím, mắt tím đen, có cái gì kia bằng cái gì gắn lông mi giả. Đúng là mi giả, các bạn gái có thích không? Cặp mắt này không? Nếu mà các bạn gái thích thì chat like cho mình ha, cho mình biết ha. Các bạn thích những cặp mắt mà sexy, đen như vậy, đậm như vậy. Nói chung là cặp mắt này mình làm để dành đi ban đêm hay là đi dự tiệc, đi đám cưới, đám gì không cần biết, hay là đám sinh nhật, đám gì không biết, đi vào ban đêm ảnh là đám tiệc gì, các bạn có thể là làm cặp mắt như vậy. Dòng trong các cái đồ mình xài trong cái video mình sẽ chia sẻ cho các bạn coi luôn ha. Bạn gái xinh đẹp, cái da mặt của mình, cái này là trang điểm cũng hơi lâu rồi ha. Trang điểm hồi lúc mình trang điểm đó là hồi lúc 7 giờ sáng, nhưng mà bây giờ là 4 giờ chiều rồi ha bạn ha. Bây giờ mình đem những cái đồ hồi sáng mình trang điểm đó rồi mình đem ra mình chia sẻ cho các bạn ha. Trước nhất là mình nói mình xài phấn nền của Libelon. Cái phấn nền này rất là rẻ tiền ha. Đây mình cho bạn coi cái chai của nó làm sao ha. Cái chai của nó làm gì rất là rẻ tiền nhưng mà giữ rất là lâu, rất là ăn ý nha. Tới nữa là mình xài cái màu mắt ở trong đây. Tại sao bạn biết mình để trong cái hũ gì không? Tại vì nó bị bể đó bạn, hộp mắt màu của mình nó bị bể. Cái này không phải là mắt màu mà là má hồng của mình nó bị bể rồi, cái mình mới bỏ ở trong cái hũ như vậy. Cái màu nó như vậy mình xài ở trên cái mí ở trên cái mí này của mình, trên mí trên nha. Nó nâu. Nâu nè ha, nó màu gì. Tới hay là mình xài với In The Eye Concealer là cái này Ben Nye ha. Cái da nó như vậy ha. Rất là dễ xài, rất là rẻ. Tại vì nó rẻ là sao? Nó nhiều lắm bạn, nói tới 8. Nói sao nó bao nhiêu, 8 mấy gram đây ta. Nói chung là 85 gram lận bạn, nói tới 85 gram là nó rất là nhiều. Bởi vì hả, mình nói nó rẻ là nó nhiều quá bạn ha. Mình không có nhớ nữa, mình không có nhớ bao nhiêu tiền mình mua, nhưng mà mình biết là nó không có giá tiền, không có mắc đâu, mình xài rất là ổn ha. Xài ở dưới concealer, ở dưới mắt này. Tới nữa mình mới nãy là mình xài cái highlight của mắt này. Mình cũng thích nhưng mà bạn biết tại sao không? Cái da nó vậy, mình cho bạn coi ha. Đó ha. Highlight của MAC ở trong là nó như vậy ha. Mình cũng rất là thích nó nhưng mà có một cái là mình cảm thấy mình da của mình hơi khô quá, mình xài nó hơi bị khô. Nếu như mà các bạn mà da dầu hoặc là da gì xài nó rất là thích ha. Highlight của nó cũng ok. Nhưng mà cái này của mình nó nghiêng qua hồng, đúng là nó nghiêng qua hồng. Bởi vì các bạn mà da, nói chung là các bạn mà bị da, mà bị da da nâu á, thì da đen á, thì không có xài nó. Tại vì cái này á, cái da cái màu của nó hơi sáng. Các bạn mà da trắng với lại da mà trắng với lại da mà hơi mỡn thì các bạn xài nó ok. Nếu mà các bạn da nâu thì các bạn phải chọn cái highlight cái màu của nó hơi nâu hơn, bạn xài nó mới đúng, nó mới đẹp ha. Tới nữa primer của mình xài, mình rất là thích cái primer này, giữ rất là lâu, rất là ổn nhưng mà cũng hơi mắc ha bạn ha. Cái da nó nhìn ao ha, cái da nó nhìn không biết bạn nhìn có rõ không. Mình cảm thấy là mình đem ra mà đây không có ánh đèn á bạn, mình cảm thấy là khi mình dơ vậy nó rõ hơn cái ở trong phòng. Mà không biết các bạn giờ có rõ không. Ok. Tới là cái keo.
keo mà để dán cái cơm tiếng ở trên này nè, mình rất là thích cái keo này ha. Tới nữa là cái cơm tiếng cơm tiếng của NYX ha, mình xài mới nãy ha. Màu mắt tím, màu mắt tím ở đằng sau đuôi này là mình xài cái màu này ha, cái hiệu này không có mắc tiền quá là bạn ha. Hiệu này ở trong là nó hình gì, nó màu tím như vậy ha, mình xài ở đằng sau đuôi. Tới nữa là cái này thì nó hơi mắc tiền, cái này thì của Shiseido. Mà mắt màu của nó mình xài cũng ok, chứ mà để nói thích thật là thích thì mình không có mấy gì ok quá. Nhưng mà cái này thì mắc tiền, màu mắt của Shiseido và hiệu của Shiseido là các bạn biết rồi, thì nó hơi mắc ha. Cái hộp nó chung vậy, nói chung là nó vậy. Tới nữa là mình xài ở trên, mới nãy bạn nhớ không, mình xài cái màu đỏ này, cái má hồng này ở trên, sau đó mình xài cái màu nâu của hiệu của là mình biết nữa, cái hiệu của nó bay mất tiêu rồi. Nhưng mà mình bạn coi ha, ở đằng sau nó còn mà không. Nói chung là cái màu nó như vậy. Nè, cái màu nó như vậy ha, nói chung là cái màu nó như vậy. Mình xài ở trên thêm một vài nữa. Và cái highlight ở trên chân mày này mình xài của Nét, màu da ha, không có kim tuyến ha. Cái hộp của nó như vậy ha. Tới đây là mình xài concealer của Maybelline. Concealer của Maybelline, cái concealer này nó không có dày quá, mình rất là thích nó mỏng ha. Concealer cái chai của nó như vậy, tròn như vậy, của Maybelline các bạn ha. Tới nữa nãy là mình xài má hồng của Bom ha. Cái hộp của nó là như vậy ha, ở trong nó màu như vậy ha. Nè các bạn thấy không, thấy mình không? Ok, cái màu của nó như vậy, cái này nó kêu bằng màu cam. Sau đó mình xài son màu tím của MAC. Không biết bạn coi có. Thấy rõ không? Ok, nói chung là cái hai cây son này mình xài mới nãy một cây đậm á, một cây đậm này á thì mình xài ở dưới. Rồi sau đó mình xài cái một màu tím hơi lợt hơn ở trên, cũng tím luôn nhưng mà lợt hơn. Nó lợt hơn chút xíu ở chính giữa hết môi. Mình xài vậy. Nói chung là ok vậy. Còn nữa. Cái gì? Lông mi giả mình gắn là cái hiệu này ha. Nói chung là một cái lông mi vậy mình xài rất là nhiều lần, không phải xài một lần hai lần đâu, mà mình xài khoảng hả mấy lần gì? Một cái lông mi gì? Ha, mình mới bỏ. Ok. Bữa nay mình ra trước phòng khách mình ngồi nè. Tân tân ngày lịch không rung trăm ngày riêng. Chúng niên tên đơn thác miên song khơi. Rừng nhỏ nhầm luôn chất không kết nó vây đá lộ. Rẻ xa chân smong trô đó trong bộ. Tùng về tình yêu chọc cái tân tân ngày trô lòng. Mừng ngọt bênh chọc tung sao bru xa. Cùng rong chăm cơm bố, tụ sạp xó mấn prai. Chăm lỡ bóng mọc nôm thái sẵn sẵn. Áo sông xa ôn nái, ôn nắc đo khăn nắng. Mà đánh bóng lấy sẵn chăm, tục ôi ôn rinh rầy. Bóng có ban xoắn nhạc, thả bóng nâng vơ vơi. Rư bóng tích sông đầy bóng. Sunny, yeah, I'll be soon.
sống ngon rong trắng mua rộp rồi khai chân ôn nâng trong trong thay chỉ mùi anu xa vẫn sợ từng ôi xây cứ mùi quân riêng tay lại rùm rùm ไอ้โซ่โอนเต้แต่โอนชื่อท้าบองมัน